Mùi trái cây, mời cả nhà ăn cháo ruốc cá nhà làm ngon chuẩn vị. Món ăn đặc sản của Ninh Bình, cả nhà ủng hộ hãy liên hệ với Mùi trái cây nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Cháo ruốc cá nhà làm nha, rất là ngon nha. Chỉ cần nấu một ít cháo trắng nha, cho thì là vào rồi cho ruốc vào ha, ruốc cá này. Ăn nó rất là ngon đó cả nhà, rất là tiện lợi ha. Lúc mình ăn sáng cũng được nè, mình có thể mình ăn tối, ăn khuya hoặc là người già, trẻ nhỏ ha, nít á thì ăn nó rất là tốt mà không có sợ xương nha, rất là ngon cả nhà ơi, mời cả nhà nhé.